Mẹ biển Khánh Thi, bảo thi đò sắc, bà xã Chi Bảo khoe bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ năm. Vào ngày 12 tháng 5, dàn sao Việt nổi tiếng là ca sĩ Thu Phương, Bảo Thi, kiện tướng đang so Khánh Thi, đã cùng xuất hiện tham gia một sự kiện. Đây là sự kiện do Lý Thùy Giang, bà xã diễn viên Chi Bảo tổ chức ở khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi chung khung hình, ca sĩ Thu Phương, Bảo Thi, Khánh Thi cùng Lý Thùy Giang đã có màn đụng độ về nhan sắc. Ai ai cũng ghi điểm vì trang phục lộng lẫy, xuất hiện tươi tắn và rạng rỡ. Nhiều người còn dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài trẻ trung của ca sĩ Thu Phương, không hề lép vế so với các đàn em. Dàn sau việc nổi tiếng là ca sĩ Thu Phương, Bảo Thi, kiện tướng đang so Khánh thi, đã cùng xuất hiện tham gia một sự kiện. Đây là sự kiện do Lý Thùy Trang và xã diễn viên Chi Bảo tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Thu Phương được khen ngợi nhan sắc trẻ trung không thua kém quá nhiều so với đàn em. Ca sĩ Bảo Thi tiết lộ cô đã tăng tới 6kg sau khi phải điều trị kháng sinh điều cao vì bị ống dài ngày xuất hiện tại sự kiện mẹ ba con khánh thì ghi điểm khi mặc chiếc váy đen thanh lịch cô gây bất ngờ vì đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh con thứ ba dù đang mang thai gần 5 tháng nhưng lý thùy trang bà xã chi bảo vẫn lên đồ sang trọng thanh lịch khoe đường công quyến rũ ý nghĩa nhất của mẹ bầu mẹ ba con khánh thi đã dần lấy lại vóc dáng sau khi sinh con mẹ biển ba con khánh thi toát lên khí chất sang chảnh khi diện trang phục màu đen cùng phụ kiện đến từ những thương hiệu đắt đỏ nhan sắc bất phân thắng bại của Thùy Giang và Khánh Thi trong cùng một khung ảnh. Bà xã Chi Bảo khoe đường không quyến rũ khi mang bầu con thứ hai. Vào năm 2021, diễn viên Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi Lý Thùy Trang chính thức đăng ký kết hôn. Một năm sau, cặp đôi chào đón con đầu lòng và đặt tên là Phạm Gia Khang. Hiện tại, nhóc tiền này đã hơn 2 tuổi. Vào tháng 3 năm 2024 vừa qua, bà xã kém 16 tuổi của diễn viên Chi Bảo, Lý Thùy Trang chính thức xác nhận đang mang thai nhóc tiền thứ hai bà xã chi bảo cũng tiết lộ cảm xúc đầy háo hức của con trai đầu lòng khi biết tin của em bé. tôi lên chức anh rồi đó nhen. gia khang sáng nào cũng nói như vậy các bác ạ. À. đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới chi bảo và bà xã. được biết, vợ chồng chi bảo đã chủ động mang thai lần hai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.